Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Đi Reviews. Ngày hôm qua thì anh Nhã đã gửi cho bạn một bài so sánh nhanh hai sản phẩm, đó là Redmi 5, một sản phẩm mới ra của Xiaomi với một cái tượng đài của Xiaomi, đó là Redmi Note 4X. Tuy nhiên thì trong ngày hôm qua thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi về các bạn về sản phẩm Redmi Note 4X và một sản phẩm có cấu hình tương đương với nó là chiếc Redmi 5 Plus. Tuy rằng Redmi 5 Plus có một cái mức giá cao hơn khoảng tầm 1 triệu so với phiên bản thấp nhất của Redmi Note 4X, nhưng hai sản phẩm này lại có một số điểm khá tương đồng với nhau nên các bạn có một số điều băn khoăn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video trên tay nhanh hai sản phẩm này để so sánh xem chiếc máy nào sẽ phù hợp với các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video. Đầu tiên về phần thiết kế thì chiếc Redmi 5 Plus thực ra là một phiên bản phóng to hơn của chiếc Redmi 5 mà thôi. Thì hôm qua anh Nhã đã nói chi tiết về phần thiết kế rồi. Nói tóm lại thì chiếc Redmi 5 Plus thì sẽ đem lại một số trải nghiệm tốt hơn so với Redmi Note 4X. Nó sẽ dài hơn và cảm giác cầm nắm sẽ thon hơn bởi các góc được bo tròn khá là mềm mại. Ở mặt sau thì bạn vẫn sẽ có một cái mảng 3 khối, phần trên, phần giữa và phần dưới. Phần trên dưới sẽ được làm bằng nhựa để thu sóng tốt hơn, còn phần giữa sẽ được làm một mảng kim loại. Cái cảm biến vân tay và đèn flash LED cũng như là cái camera thì cũng tương đối giống nhau. Tuy nhiên thì camera trên Redmi 5 Plus thì nó sẽ hơi nhô cao lên một chút và sẽ có một cái đường cắt CNC sáng bóng ở đây, rất là nổi bật. Và sản phẩm này sẽ được tặng thêm một cái ốp lưng nữa cho bạn, không phải lo cái trường hợp là bị để máy xuống sàn nó sẽ bị xước camera. Còn các vị trí về phím bấm này, các vị trí về loa rồi là micro USB và khay SIM hoàn toàn giống nhau hết, kể cả vị trí về jack cắm 3.5mm. Đó thì về mặt bên ngoài thì mình cảm thấy rằng chiếc Redmi 5 Plus thậm chí nó còn nặng hơn so với cả Redmi Note 4X nữa. Do một phần là chiếc máy này được làm dài hơn. Cái nguyên nhân chiếc máy này làm dài hơn là về phần mặt trước nó sẽ có một cái màn hình tỷ lệ là 18:9 và mình sẽ đi về phần màn hình của hai sản phẩm này. Hiện tại thì chiều Hà Nội đang thở trong thời tiết có một chút nắng nhẹ nên là bạn có thấy rằng sản phẩm Redmi Note 4X có một chút thiệt thòi so với chiếc Redmi 5 Plus khi mà cái độ sáng của nó không cao bằng sản phẩm mới nhất của Xiaomi. Độ sáng của Xiaomi Redmi 5 Plus rõ ràng là nổi trội hơn rất là nhiều. Tuy cùng là một cái màn hình là LCD và tấm nền IPS, tuy nhiên thì trên Redmi 5 Plus sẽ là một cái màn hình là 5,99 inch và độ phân giải sẽ được đưa lên là Full HD Plus. Nên là cái độ trải nghiệm chơi game các thứ sẽ đã hơn trên một cái màn hình 5,5 inch và độ phân giải là Full HD trên Redmi Note 4X. Và cái màu sắc trên hai sản phẩm này, cái màn hình cũng tương đối khác nhau. Mình sẽ có một số bức ảnh cho các bạn so sánh. Đó, các bạn thấy rằng là cái độ tương phản và độ màu sắc của Redmi 5 Plus nó rõ ràng là ấn tượng hơn. Một sản phẩm ra mắt tháng 2, Note 4X, và một sản phẩm ra mắt vào tháng 12, rõ ràng nó sẽ khác nhau hơn khá là nhiều về độ chăm chút về mặt phần mềm. Đó, về phần màn hình thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn chiếc Redmi 5 Plus này, trải nghiệm thứ tốt hơn rất là nhiều. Đi đến về phần hiệu năng thì hai sản phẩm này cũng có một số điểm khác biệt. Ở đây mình đã chấm một số điểm AnTuTu rồi, mình sẽ show cho các bạn xem. Chiếc Redmi Note 4X sẽ đạt được khoảng tầm 58.000 điểm AnTuTu. Đây, và Redmi 5 Plus sẽ được 62.000, khoảng tầm 63.000. Cái độ chênh lệch nó không có quá nhiều. Ở trong quá trình sử dụng thì cái sản phẩm này đều được trang bị con chip là Snapdragon S625. Dung RAM thì sẽ tùy chọn vào 3GB hoặc là 4GB vào từng phiên bản. Và bộ nhớ trong sẽ là 16, 32 hoặc 64GB. Riêng cái con Redmi 5 Plus này chỉ có là 32 hoặc 64 thôi. Cái điểm 3D của nó chênh lệch nhau khoảng tầm 1.000 điểm. Nó có thể là do hệ điều hành về phiên bản MIUI mà thôi. Còn cái trải nghiệm chơi game thì mình sẽ cho các bạn xem trực tiếp trải nghiệm chơi game khoảng tầm mười mấy giây nhá, để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Nói chung là hai sản phẩm này lướt web rồi là vào game tương đối là bằng nhau, nó không khác biệt gì so với mặt phần cứng cả. Cùng là cái xung nghiệp 2GHz và trên cái nền tảng là 8 lõi Cortex A53. Tiếp theo là mình sẽ đến với cái phần là camera. Đây là một cái phần mà mình có thể nói là đắn đo nhất khi mà lựa chọn giữa hai sản phẩm này. Ở đây là giao diện camera thì các bạn thấy nó tương đồng như nhau. Tuy nhiên thì khi mà chất lượng ảnh chụp ra nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và mình sẽ show cho các bạn xem những bức hình mà mình đã chụp được từ hai cái chiếc máy này. Đây là bức hình mà mình đã chụp ra người trong điều kiện đầy đủ ánh sáng. Thì bạn thấy rằng cái tái tạo ở trên màu sắc của chiếc Redmi Note 4X nó tốt hơn rất nhiều, độ chi tiết nó đẩy lên cao hơn. Còn trên Redmi 5 Plus thì cái da người được làm trắng hơn và mịn hơn. Tuy nhiên thì độ chi tiết về phần tóc và các mảng và cái gọng kính nó sẽ không tốt bằng trên Redmi Note 4X. Đó. Đây là một bức ảnh mà mình chụp khá là nhiều màu sắc tươi và rực rỡ. Trên Redmi Note 4X thì tái tạo rất tốt, chi tiết ổn. Còn trên Redmi 5 Plus thì nó bị cháy sáng một chút, hơi bị rực một chút. Chúng ta sẽ đến với bức ảnh tiếp theo. Ở đây là bức ảnh chụp macro này. Các bạn thấy rằng là Redmi Note 4X chụp nên cái màu hồng rất là tốt này. Các chi tiết ở cái cạnh của bông hoa này rất tái tạo tốt hơn. Còn trên Redmi 5 Plus thì thường bị cháy này. Đó, cái màu hồng tương phản là không tốt bằng trên sản phẩm đời cũ của Xiaomi. Mình sẽ đi đến một bức ảnh chụp lá cây. Đây là bức ảnh mà chụp cái tông màu xanh rõ ràng ở trên Redmi Note 4X nó làm nổi trội hơn khá là nhiều so với Redmi 5 Plus. Có thể thấy rằng là cái độ phân giải 13 megapixel ở trên Redmi Note 4X vẫn có cái gì đó tốt hơn, và được đi cùng với đó là một cái khẩu độ là f2.0, cho nên nó thu sáng và tái tạo hình ảnh đôi chút là tốt hơn so với sản phẩm Redmi 5 Plus với độ phân giải camera là 12 megapixel và khẩu độ là f2.2. cái giải dynamic range của trên Redmi 5 Plus có vẻ làm không ổn cho lắm so với cái bức ảnh này, đặc biệt là cái nền trời và các đám mây nó sẽ bị bệt lại và không được làm tái tạo tốt như trên Redmi Note 4X. Và cái nền trời màu xanh trên Note 4X được làm bằng tốt hơn.
màu xanh ổn hơn. Đó, còn cái này nó thiên về tông trắng hết rồi. Các chi tiết về cái khu cửa và các ô của cái điều hòa này được tái tạo trên nốt bonic vẫn rõ ràng đẹp hơn. Kể cả cái mái ngói các bạn thấy nó sẽ đậm hơn nhiều. Về camera trước thì cũng vậy. Camera trước thì trên Ram 5 Plus nó làm hơi trắng một chút, hơi mịn một chút. Mình đang để chế độ là Beauty. Hai con này đều là chế độ Beauty 3.0 và mình đang ở chế độ 2. Thì đó, nó vẫn là rất là mịn. Và trên nốt bonic thì độ tương phản nó sẽ cao hơn một chút xíu. Các bạn thấy rằng là cái chi tiết nó sẽ được tái tạo màu da đánh tốt hơn, màu da đánh cảm giác thật hơn trên Redmi 5 Plus. Redmi 5 Plus thì nhìn cảm giác hơi mịn. Và nói tóm lại thì trên cái sản phẩm này, Redmi 5 Plus này một sản phẩm mới nhưng mà camera nó sẽ yếu thế hơn so với đàn anh của nó. Và có một lưu ý cho bạn rằng là khi mà chụp ảnh trên Redmi 5 Plus á, nó có một cái để bạn chỉnh độ sáng thì bạn hơi kéo nhẹ một chút, khoảng tầm trừ 0.3 đến 0.5 đến 0.7 thì bạn sẽ có một bức hình ưng ý hơn là so với để cái độ sáng bình thường. Cuối cùng là về thời lượng pin thì hai sản phẩm này tương đương giống nhau, một con là 4000 mAh trên Note 4X và thời lượng pin trên Redmi 5 Plus sẽ là 4000 mAh. Thì các bạn đều chơi game liên tục từ 6 đến 7 tiếng tùy điều kiện. Hôm qua mình cầm chơi game cả hai này rồi. Trên Note 4X thì mình đã sạc một chút, còn Redmi 5 Plus thì mình để nguyên không sạc. Và bạn có thể xem phim liên tục khoảng tầm nửa ngày, có nghĩa là khoảng tầm 12 đến 13 giờ gì đó. Hai con này thì pin rất là trâu trong tầm giá này. Và nói tóm lại thì lựa chọn cho người nào thì các bạn hãy để lại comment cho mình nhé. Nếu Note 4X thì sẽ thiên về cái phần camera rồi độ ổn định trâu bò và cũng như một thiết kế nó hầm hố hơn, các góc được vuông vức các thứ hơn và bạn rơi đỡ mỏng manh hơn trước Redmi 5 Plus. Nhưng Redmi 5 Plus thì một sản phẩm mới ra và có màn hình rất đẹp, có một thiết kế mà mình cảm thấy nó thời thượng hơn, nó sành điệu hơn. Một màn hình 18:9 thì giúp cho bạn có thể thoải mái trải nghiệm chơi game rồi xem phim đã hơn rất là nhiều so với màn hình 5.5 inch một màn hình cổ điển trên Redmi Note 4X. Và một cái màn hình trên Redmi 5 Plus thì nó sẽ trong hơn mà không bị ám vàng hơn so với sản phẩm đời cũ của Xiaomi. Và đó là một số những cái trải nghiệm của mình về hai sản phẩm này. Nói chung về bạn sẽ phải đánh đổi về màn hình, camera và một số thứ khác nữa. Tuy nhiên thì hiệu năng, phần cứng và phần pin sử dụng thì nó sẽ tương đương như nhau. Và bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào thì mời comment ở phía bên dưới cho mình nhé. Còn giờ xin chào và hẹn lại các video lần sau.